Dù đã nhiều tháng trôi qua, nhưng khi nhớ lại, chị Trần Thị Thảo, 31 tuổi, quê ở Nghệ An, vẫn cảm thấy không thể tin được kỳ tích lại có thể xảy ra với mình. Chị cho biết, hồi tháng 9 năm 2022, chị xuống thành phố Vinh đi mua 2 cây vàng. Trên đường về, chị có ghé quán phở của một người phụ nữ tên Hà ở thị trấn Nam Đàn. Ăn phở xong, chị về nhà mới biết rơi mất số vàng vừa mua. Chị đã xuống xin chủ quán phở cho xem lại camera. Nhưng vô tình camera chỗ ngồi của chị bị khuất không xem được. Tìm không thấy, chị Thảo chấp nhận mất số vàng vừa mua. Bẵng đi một tháng sau, chị Hà chủ quán phở gọi tới cho chị Thảo báo tin có người nhặt được vàng. Được biết, vào ngày chị Thảo làm rơi 2 cây vàng, ông Nguyễn Văn Thanh quê ở Thanh Chương cũng vào ăn tại quán phở đó. Ban đầu khi nhặt được, ông Thanh không hề hay biết đó là vàng nên đã đem về cho vợ, định để đi bán đồng nát. May mắn người nhà ông Thanh phát hiện ra đó là vàng nên ông mới giữ lại. Sau đó ông Thanh cẩn thận quay lại quán phở, nhờ chủ quán liên hệ với người bị mất để đến nhận lại. Cảm động trước tấm lòng của người đàn ông nghèo, chị Thảo đã gửi 10 triệu đồng thay lời cảm ơn. Tuy nhiên ban đầu, ông Thanh nhất định không chịu lấy. Chỉ đến khi chị cho biết rằng đây chỉ là một ít coi như trao lộc thì người đàn ông nghèo mới nhận. Được biết ngoài làm ruộng, ông Thanh còn làm thêm phụ hồ xây dựng, điều kiện gia đình khó khăn. Vợ ông đi bán đồng nát, có một người con trai đã mất. Dù khó khăn là vậy, nhưng khi nhặt được số vàng lớn, ông vẫn tìm để trả lại người đánh mất.